Một hoàn cảnh khó khăn khiến người xem phải ứa lệ tại huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Chị Linh năm nay 33 tuổi, một người phụ nữ rất xinh đẹp, có 3 đứa con, nhưng chết chiêu thai, chị lại mắc một căn bệnh ung thư thời kỳ cuối. Cũng chính vì căn bệnh ấy mà người chồng không gần gũi với chị được, nên nhẫn tâm vứt áo ra đi, bỏ lại 4 mẹ con trong căn chòi mục nát. Hôm trước thì anh em có đến chia sẻ về hoàn cảnh của chị, cũng được đông đảo quý bà con ủng hộ. Qua lời tâm sự của chị thì chị có một cái ước nguyện là sẽ có một cái căn nhà để sau này khi chị mất, mấy đứa con có cái chỗ ở đàng hoàng. Hôm nay Hoàng Linh cùng anh Hoàng đến đây để thực hiện cái mơ ước đó cho chị. Thì cái hành trình xây dựng căn nhà mơ ước cho chị Linh như thế nào? Hoàng Linh xin mời quý bà con, cô chú anh chị sẽ cùng Hoàng Linh và anh Hoàng đến đồng hành trong những video ngay sau đây ạ. Mắc bệnh là đi bỏ luôn đó. Tại vì nó sống với em không có được gần gũi, em chồng em không có thích ở với em nữa. Tại em bệnh này nè, đâu gần gũi được. Thấy em vậy cũng buồn, cũng xuống nước mắt mà với ai cứu em mình được thì mình mừng hơn. Người ta kêu nhập viện này kia chữa trị không có tiền và kéo thêm nữa. Dạ. Yeah. Mới tới cầu cứu người ta, có chợ người ta không giúp. Sinh hoạt thì mẹ đem lại tới chỗ tự em rửa, tự em làm. À. Chứ không có dám kêu mẹ rửa, nó rửa tội lắm. Bữa đó tưởng đâu nó đi vậy đó, chị em đâu có đi làm. Ở nhà, đang coi có gì em mình qua đời thì cũng có mặt chị em. Người ta cho đồ ăn này kia ngon, mẹ bưng xuống cho ăn. Con hay không dám ăn nhiều cho con ăn. Khi hỏi tao động viên cho em mình, cho nó qua tới đâu hay tới đó thôi chứ. Ngày nào em mình mất thì mất. Chứ giờ đi làm thì cũng không yên tâm nữa. Em muốn ngủ một giấc thật là xong. Chơi nó nhức nó hạnh lắm, chị không có nói. Tốn tiền tập lum hết trơn á, khổ mẹ cha con nữa. Hoàng Linh miền Tây, kết nối trái tim Việt. Dạ, Hoàng Linh xin mến chào quý bà con của chú anh chị mình. Hiện tại Hoàng Linh đang ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Thì hôm nay Hoàng Linh đi cùng với nhóm thiện nguyện của anh đến bên kênh Tốt Đời Đẹp Đạo. Thì mấy anh em đến đây để dựng một căn nhà cho một hoàn cảnh của chị Linh bị bệnh ung thư giai đoạn cuối quý bà con. Thì Linh có chia sẻ trên kênh đó, thì bên nhóm thiện nguyện của anh đến thực hiện một cái ước mơ, một cái ước nguyện của chị Linh là có được một căn nhà. Thì hôm nay Linh cũng đồng hành cùng mấy anh em đến đây để xây một cái căn nhà mơ ước cho chị Linh. Thì mấy anh em thì mới xuống xe ở đây, các chú các anh thì mới xuống xe. Hôm nay đi thì có đến mười mấy người để chúng ta dựng căn nhà mơ ước cho chị Linh. Thì mấy chú mấy anh thì mới đến đây thì tầm 3 giờ mấy 4 giờ là đã đến đây rồi cô chú anh chị. Cho nên là ghé đây uống cà phê để cho trời sáng thì bắt đầu là tiến hành dựng căn nhà mơ ước lên cho chị Linh. Yeah, hiện tại các chú anh đang dùng cơm chay để dựng bụng, để chút xíu nữa để có sức để dựng căn nhà mơ ước. Thì cơm chay, món tàu hủ xào ha, đậu que. Dạ. Giờ kính thưa quý bà con, thì giờ này cũng tầm gần 6 giờ thì trời cũng còn rất là tối. Linh phải bật cái đèn led để quay đây. Thì mấy anh em, mấy chú với mấy anh em thì tranh thủ đem những cái cây vô trước để chúng ta xây căn nhà mơ ước cho chị Linh. Thì tranh thủ để làm sớm sớm. Đây, đồ nghề dụng cụ đây. Đó. Thì đây là tất cả những cái cây để dựng lên một cái ngôi nhà. Đằng kia là tôn, ngôi nhà bằng cây lợp tôn đó quý bà con cô chú anh chị. Đây thì anh đến đang cúng để khởi công xây nhà. Bài dài nhiêu, bài ngang nhiêu anh đến? 48. Dài 8m, ngang 4m quý bà con. Nền thì đã chán xong rồi đây. Thì bây giờ chỉ mấy anh em với các chú sẽ dựng lên thôi. Thì cây đồ đã làm đâu đó là xong xuôi hết trơn rồi. Chỉ cần
gáp vô rồi dựng lên rồi lợp và dừng thôi. Bây giờ là các anh các chú là đang trong công đoạn ghép cái căn nhà vô này rồi, để chúng ta dựng lên. Thì trời cũng hé sáng rồi quý bà con cô chú anh chị, thì các anh các chú tranh thủ làm để trong ngày hôm nay sớm nhất để cho một căn nhà mơ ước hoàn chỉnh để gửi tặng, để bàn giao lại cho chị Linh ha. Rồi bây giờ các anh các chú sẽ lên cái nền đầu tiên, à, cái mí dách đầu tiên. Rồi coi như là đã hoàn thành được cái dách thứ hai nha quý bà con cô chú anh chị. Bên đây một dách, này dách rồi, bước tiếp theo thì các anh các chú sẽ tiến hành thả đòn tay đồ này kia nọ trên nóc rồi bắt đầu là lợp tôn thôi, lợp và dừng cái dách ở phía sau và làm cửa như làm buồng thì cũng mau thôi quý bà con cô chú anh chị. Sao vậy quản lý, nãy giờ thấy mệt không? Này mệt muốn chết luôn chị ơi. Nó nói chung là các cây gỗ này cần lắm, phải mặt bắt nó phải tinh tường mới được. Không thôi là nó cầm nó xéo. Mệt lắm, phải vì bề đằng á là để lâu là nó dinh. Nó dinh rồi mình làm á nó cũng khó khăn lắm, bẻ tới bẻ lui. Rồi nó cứng rồi mình đóng vô nó quá vất vả. Cái khải cái nhà của chị này là mình quá, mình thấy chị này rất là đáng thương, phải mình gắng cố gắng mình cắt cho chị để cho căn nhà chị lên. Khi chị có ví dụ như là con thứ bà thì cũng có cái căn nhà để cho con cháu con của chị thờ chị, và chị cũng có một cái căn nhà riêng của mình để nữa, ví dụ như có gì đó tối phận sự gì đó thì để cho căn nhà mình được. Để nhắm tiếp, nhắm cho chú đánh kìa. Anh đến điều khiển từ hồi sáng tới giờ là tất cả là thước đo thước tắt là anh đến làm hết quý bà con cô chú chị, hướng dẫn mấy chú mấy anh kia làm đâu đó ra ăn thôi hết. Rồi chút xíu Linh sẽ cập nhật tiếp cho quý bà con mình về cái căn nhà mơ ước của chị Linh ha. Ta biết mà mày ăn đi. Đó, ơi. Bây giờ các anh chú mang tôn lên chuẩn bị lợp nha quý bà con. Rồi có ông kia đứng rồi. Rồi, bắt đầu đưa lên. Quá hay, quá hay. Dạ thì căn nhà hầu như cũng sắp xong rồi, cũng hoàn thành 90% thì lợp ở trên còn chút nữa là xong rồi, đằng trước rồi ấy xong rồi, cái phòng cũng xong rồi thì các chú các anh thì nghỉ tay ra đây dùng cơm trưa, dùng cơm chay. Tàu hũ gì? Tàu hũ kho nấm hả? Cái gì? Đậu que xào, dưa leo xào, đồ chay không quý vị? Trong gõ trường thiện mình. Anh ơi chú quay lại chào khán giả cái cho nó nồng nhiệt lên nào.
ơi. Dạ kính thưa quý con và cô chú anh chị, thì căn nhà của chị Linh hiện tại thì bây giờ là đã hoàn thành, hầu như là đã sắp hoàn thành rồi. Nói chung là đã hoàn thành rồi, mấy anh em với mấy chú đang chỉnh sửa một chút xíu nữa. Ở trên nóc nhà thì có hai chú đang bắn đinh nè, bắn gọi ở trong thì đang làm cái cửa, thì đang làm buồng đó, hầu như là ok hết trơn rồi. Thì Linh sẽ đi vào bên trong cho cô chú anh chị mình xem qua một vòng ha. Thì đằng trước đây thì có lưới à, đó, mấy chú đang làm cái cửa đây. Rồi đây là căn nhà của chị Linh đây, ở đây là trong buồng ha quý bà con cô chú anh chị. Cửa thì mấy anh mấy chú đã làm xong cái khung rồi, mà cái cửa thì chưa làm. Chú đứng ở đây đi. Đây ở bên trong thì cũng khá là rộng ha, rộng rãi. Đây để giường ngủ ở đây thì khá là ok rồi. Đó, thì mấy chú cũng đã lắp điện sẵn cho chị Linh luôn, đã sắp lắp bóng đèn rồi, đường điện cũng đi luôn rồi nè. Đó, đây là cái cửa buồng đi vô, ở ngoài đi vô. Đó, căn nhà khá là ok, khá là rộng ha quý bà con. Linh quay một vòng cho quý bà con xem từ bên trong nhìn ra. Ở đây cũng gắn bóng điện rồi, đây có đầy đủ hết. Đó. Thì cái không gian rộng này thì nói chung là các căn nhà sau này sẽ có chị có thể để đồ là còn ở đằng trước cái phòng khách này, phòng khách này cũng rất là rộng luôn với con chú anh chị. Thì căn nhà của chị Linh cũng hoàn thành này quý bà con cô chú anh chị. Thì anh em lại thăm chị Linh. Mệt gì chị? Nhức quá. Nhức hả? Nghe nói lượm hôm là chị nhức lắm hả? Dạ. Hôm giờ có uống thuốc không chị? Có uống thuốc cũng chút xíu nó hết, cái nó có nhức nữa. À, chị ơi, thì giờ, bây giờ mình được cái căn nhà mới nè, thì em mời chị qua bển để mình bàn giao căn nhà luôn nghe chị. Yeah. Chị đi đường đi đó có ai kè được không chị? Giờ khi mấy cháu vô kè. Dạ, đi đỡ nó đi. Mỗi lần đi như vậy là cầm cái hai cái bịch đó đó quý vị. Đi đường. Đi đường này dễ nè chị, đường sau nè, đường trước thì mình vòng lại nó khó. Mới dựng căn nhà lên đó quý bà con thì bít cái đường đi rồi. Chị đi qua chỗ này được không? Được chị. Sẵn mình thấy căn nhà mình luôn ha, cái căn nhà mới ướt của mình. Dựng lại xem cái buồng cây sao. Cái bồn này là cái bồn của chị nè, rộng rãi hả chị? Rộng rãi á. Nó thì đây là cái bát này, mẹ của em Linh. Cô dừng chút xíu đi, lấy cái ghế giùm con cho chị Linh ha, cho em Linh ngồi. Dạ dạ, cô cũng ngồi đó luôn đi ha. Làm luôn nè. Ông anh tài xế. Anh tài xế là làm điện đây. Quá hay, vừa tài xế mà vừa thợ điện luôn. Rồi, vậy là bắt điện cái rồi ha. Rồi ok, quá hay luôn. Quá luôn. Giờ có chú này thôi, không biết làm sao làm. Anh tài xế đa năng. Rồi vậy hôm nay em anh cũng làm xong cái căn nhà mơ ước của em, đã mơ ước từ mấy lâu nay. Thì hôm nay anh cũng đã hoàn thành và bàn giao cho em. Em có cái cảm nghĩ về cái được cái căn nhà mới không em? Dạ em mừng lắm, em cảm ơn cô chú bác luôn trong nước mình rất nhiều. Thì cái căn nhà này nè, thì bên cô chú anh chị á, Mạnh Thường Quân ở bên Phú Quốc á, tài trợ cho mình.
À, cô ơi, cô là mẹ của em Linh hả? Em mẹ của Trúc Linh. Trúc Linh, chỉ em Trúc Linh ha. Dạ. Cô có đôi lời nào mà khi nhận được, khi người con của mình lần đầu tiên được cái căn nhà mới á cô? Là nó nhận được nhà mới thì tôi cũng mừng. Rồi cảm ơn tất cả mấy cô, mấy chú, mấy anh giúp cho nó nhà được. Tôi mang ơn nhiều cho nó được căn nhà đặng nó nghỉ ngơi. Mà mình có khi nào mà mình nói cái ước mơ này mà mình nói chỉ là cái ước mơ thôi không? Không có khi nào mà nó thành hiện thực không cô? Cũng cầu nguyện hoài đó, cầu nguyện cho nó được căn nhà đặng sau này nó có gì nhận thì... con nó thờ phượng cúng kiến rồi tôi lớn tuổi rồi cũng sẽ qua trả lại. Dạ mà thì con cũng nghe nói là em Linh này cũng xin nhiều chỗ mà không có ai cho hết con. Đúng rồi, xin cũng mấy chỗ rồi đó mà không có. Dạ. Nhờ cái chú kia đó, còn chị kia đó bà cũng bệnh. Dạ. Mà bệnh nhẹ hơn chỗ này còn mới tìm chuyển ra chỉ cho ngõ này nó lên đó, nó lên đó, nó đặng lên đó chứ hồi cha sanh mẹ đẻ thì mình đâu có bị cái này đâu mà mình biết đâu đắng. Dạ. Đó rồi chị kia bà thấy hoàn khổ, khổ quá chị chỉ. Ok, chỉ bà cũng bệnh mà điều nhẹ hơn nhỏ này. Dạ. Yeah. Chỉ ở nhỏ này nó mới biết nè. Cô chỉ cho nó đăng luôn đó. Bây giờ được vậy tôi cũng mừng cho nó. Có căn nhà ấm cúng mẹ con nó ở. Mà nó bệnh nó được chỗ nghỉ ngơi ấm cúng nó. Có gì tôi cũng mang ơn tất cả hết. Anh em phụ ở đây. Với mấy chú cái bác giúp cho nó đó tôi cũng mừng. Nó cũng ước mơ lâu lắm rồi mà nó xin hoài không có, nó khóc nó. Ừ. Đâu có biết đâu mà xin cái như xin cái khóc luôn ha. Xin hoài người ta không cho. Xin địa phương cái gì cô? Xin địa phương lại xét rồi chứ không có không được luôn. Người ta với mấy lên hồi đó xin nó đâu với nó với rồi cái người ta nói nó đẹp đẽ gì mà bệnh gì hỏi chú ấy trong bệnh trong mình bên ra ai mà biết như vậy. Là đó chị xin ở đâu chị Linh? Em xin ở dưới Tháp 10. Là dưới đó là Mạnh Thường Quân hay sao? Dạ Mạnh Thường Quân. Rồi sau đó là chị mới bắt đầu là liên hệ với mấy anh em YouTube hả? Dạ có liên hệ rồi cũng xa, xin xa cũng có nữa mà tao xa tao chê tao nói hơi xa quá tao không xuống tao không quay. Dạ. Người ta nói không có giúp được. Người ta xin gần thì người ta nói đẹp quá, bệnh hoạn gì, người ta không có quay giúp, người ta chỉ giúp cho mấy người khờ khạo mà. Người ta nói gì đó, nhưng mà người ta nói người ta không làm từ thiện nữa. Thì cái lúc mà anh qua đây cũng là hai clip rồi đó cưng, thì ông xã cưng, ông gài có điện về hỏi thăm gì không? Dạ chưa. Ồ là bỏ luôn hả? Dạ. Không điện về luôn? Dạ chưa. Có ông xã có hay mình cắt cái nhà được căn nhà không? Dạ không. Cũng nó nay đâu có liên lạc được đâu mà cho hay. Con không về thăm luôn đó. Có lẽ mình thôi vợ là hoặc cái gì đi. Con nó còn nhỏ quá nó đâu có biết gì. Dạ. Bây giờ mình không ở mình ghé mình thăm nó dây lát cũng được. Còn này từ ngày thâu tới giờ nó không có thăm mà không điện đài. Rồi tôi có đi qua bên bển đó, là ta nói đi mặn ở đâu không có biết. Rồi mình rồi đi về thôi. Thì thấy nó đau quá, tính đi bển coi cha nó đâu gỡ con nó bớt. Rồi nên không có gặp. Người ta nói nó đi đâu bằng đâu biết tâm được tích thầu thâu nhỏ này tới giờ không có gì đó. Coi như là bây giờ là mình cắt đứt rồi hả? Như cắt đứt luôn rồi đó. Vậy chứ giờ đi mình qua bển không gặp mà nó không về đây nữa. Rồi nó đi rồi mình đâu biết đường đâu kiếm. Thì cũng có nhiều quý cô chú anh chị có hỏi con là người chồng có về chưa. Thì hôm nay thì chị Linh nói là không có liên lạc được mà không có điện về mà chị có điện cho ảnh không? Không, không có điện được luôn. Vậy là chị có điện mà điện không được. Dạ. Như đổi số cái gì mới đúng đi á, thì còn số đó giờ cái đổi số mẹ. Dạ. Không có liên lạc được. Tới giờ con nó bự rồi, con nhỏ nhỏ. Nay cũng 5-6 tuổi rồi nó đâu có về thăm lên gì đâu. Bên nội cũng vậy, con không thăm luôn. Bên nội nó ở bên Đi Dinh nè, chứ đâu xa xắc gì. Dạ, thì nghe nói là hôm tới giờ nhức lắm hả em Linh? Nhức nè, nó sưng sùm lắm. Sưng, thấy chân của chị nổi gân xanh hết trơn. Gân xanh. Rồi nó sưng lông cơ mình. Sưng cơ mình luôn.
Mấy gà chị có ăn được không nha chị Linh? Cấp mấy chú quay được. Dạ, em còn ăn dạ ăn được một chút. Ờ, nó nhít nhiều quá. Tối giờ cố gắng ăn vô nha, bữa em nói chị là nên cố gắng ăn. Nói chứ không lẽ bây giờ nó mưa ướt đựng cái nhà rồi, con nó đèn có nghĩa giờ. Dạ, muốn chưa hết nó này luôn. Nhất quá, nhất quá. Cái câu này muốn đứt ruột phải chơi. Dạ, ông ổn định rồi, mưa ướt đựng sao. Thế sáng đèn kiểu... Dạ, còn bây giờ muốn chết. Nhất quá nhất hả chị? Dạ. Nhất quá. Nó hành, cái bệnh nó hành. Sáng giờ mà đợi mẹ cũng không được tin nữa, không rồi. Bớt rồi cũng vậy, mẹ không rồi, tội nghiệp. Con. Nhưng bây giờ nó hồi nãy sáng giờ nó mẹ ước nguyện được rồi. Chắc con chết, con chết nó mẹ hình nó hiện luôn á. Giờ nhất lắm. Nhất quá chịu không nổi. Bây giờ cái ước nguyện của chị bữa nói với tụi em á, thì tụi em đã thực hiện cho chị rồi. Dạ. Thì coi như là chị hãy cố gắng ăn lên cho có sáng sức khỏe đó, để không mình ăn, mình hưởng thụ cái căn nhà mới này. Uống nước không? Cố gắng lên chị. Thì em quý vị. Em nhức mà em lã vui ngừ, em hung mình mẩy luôn lã. Thì hôm nay á, mấy anh em cũng chia sẻ cái clip này lên. Thì cô chú anh chị mạnh thường quân ở trong nước hoặc là ngoài nước thì coi được clip này thì có vài thuốc nào hay á thì cứ liên hệ với chị cho biết. Yeah. Chị cái số nhà chút xíu nó cuối clip á, mình cũng sẽ chia sẻ cái số điện thoại của chị Linh lên đó. Thì cô chú chị nào có bài thuốc nào hay giúp cho chị thì đem tới cho chị để cho chị uống đó. Thì thấy hoàn cảnh của chị thấy rất là xúc động vui vui. Chị cho thuốc quá nhất luôn, uống không chịu, đâu có đem lại cho chị không chịu, cũng cho cũng nó đau, cũng có lại cho nó hay chị. Dạ có, ta cho tới chỗ ta đem ta gỡ tới chỗ luôn, uống không chịu nó ra nó đau. Nãy kia tụi lúng thơ nhiều lắm, để giúp tay uống. Chị uống thay cầm cầm cự là có chút xíu là lúc tay uống vô thì nó hết rồi, có hầu hết thuốc rồi là nó đau. Dạ. Thì chút xíu nữa mình để số điện thoại của chị lên, tại vì có nhiều người hỏi đó mà em không có dám cho, tại vì thông tin riêng chị. Như hồi tối em có gửi cho chị cái số mà ở bên cái công ty đó, là chị có liên hệ được chưa? Chưa, em có chưa có điện ấy nữa. Em nghĩ cái người đó. Tại vì cô chắc cho uống thuốc nam nữa, chắc thuốc nam dạ. Uống, em uống không chứ không được đâu. Tại vì đang uống nam đây rồi, chị kia chắc chắc cũng cho uống nam nó uống không nổi rồi. Dạ. Nó không có chịu, tại vì nhiều người cho thuốc nam uống nhiều rồi. Cái chỗ công ty hồi tối em nói với chị đó là, cái đó là công ty dược phẩm nha, em nghĩ không phải thuốc nam đâu. Em cũng uống thuốc dạ, nam chị có thể là liên hệ thử xem, họ nói là họ sẽ chữa miễn phí hoàn toàn cho mình. Thì chị liên hệ thử coi phước chủ mày thầy biết đâu mà nó căn bệnh của chị tiến triển hơn chị. Đeo thêm hai cháu thôi. Dạ. Mỗi lần chị đi thì đem hai cái ống dây đó quý vị, cầm hai cái bịch với hai cái ống dây. Dạ. Lúc nào cũng kè kè bên chị. Vậy đó. Đi đâu thì nắm vô vậy. Dạ. Đi đâu nắm, đi thay ấm cũng phải nắm. Thấy một kiếp người thấy ngắn ngủi, thấy nó đau đau sao vậy? Sợ giờ em sợ giờ em liệt, em sợ nằm chỗ luôn. Vậy giờ em nhức lắm mà nó tê dữ lắm thôi. Nhức lắm, tê lắm. Thấy nổi gân xanh chứ đó nè. Khi em đi em giờ đi cao làm khi nắm cái giò cái tay em. Dạ. Dở cái giò lên như nè mới dở cao được. Nhức lắm. Kiểu như là cái cảm giác nó yếu rồi hả chị? Dạ, yếu rồi, nó tê, nó cứng nhắc luôn. Nhưng nhắc vô không biết đau luôn. Nhưng như là đau trong xương cho đau gai vậy. Dạ. Bởi nó đau khó chịu lắm. Trong xương tỉ đau gai. Lúc trước chị có mổ rồi hả chị? Có mổ hai cú rồi. Phải có mổ. Có mổ rồi nhiều khi cũng khó còn chị. Cái đau dẫn nhất bên chăm cái giò chạy thẳng là không có mổ. À. Vì khó u. Trước cũng có chạy thẳng bên đây nè. Dạ. Cái giò bên đây mình mổ rồi mổ sỏi thẳng nước. Đái ra không được. Cái đó là mình chỉ mổ là sỏi thẳng thôi ha. Sỏi thẳng thôi. Rồi ngay chăm cái giò này là chạy thẳng nữa. Nó bị cái giò là bị chạy thẳng hướng hướng lên ngoài đó là hai bên luôn đó. Chạy không nổi rồi mới mổ hai ống cho đầm tiểu đi ra đó. Dạ. Bị khó u thì nhà thương chợ gãy chạy rồi thì chở gì à, bàn giao căn nhà này cho chị Linh đó quý vị. Thì cũng có một cô chú chị tặng một số quà để cho chị. Thì đây là thứ nhất 25 cái gạo là của cái anh ở xã Vĩnh Hanh tặng cho chị 25 kg gạo. Thì đây là cái thùng mì với mùng man
phía dưới gói là của anh Phương ở xã Vĩnh Thanh. Với một phần thì hôm nay mình cũng có ra đây là anh Phương cũng cho chị cái Nguyễn Văn Nhĩ ha, cho chị Linh là em Linh là 700 đây 700 nè. Dạ, rồi hôm nay quý vị mình cũng chia sẻ clip này lên, chứ còn mình cũng đọc lên cái kinh phí làm cái căn nhà này và một số tiền Mạnh Thường Quân cũng giúp đỡ cho em Linh. Thứ nhất thì anh Nhật ở Bình Dương thì 500, thứ hai em Thịnh 200, thứ ba anh Quỳnh Quy Thái 2.500, đặc biệt là thứ năm, đặc biệt là thứ tư là Đỗ Thị Nguyễn Phú Quốc là 15 triệu, tổng cái tiền là 18.200, thì tổng cái căn nhà là 18.780.000 đó, thì là hoàn thành cái căn nhà đúng không quý vị. Dưới phần cái bên Đỗ Thị Nguyễn Phú Quốc cũng có gửi cho mình là 7 triệu, 7 triệu này để cho em Linh uống thuốc đó, thì nghe nói là bữa hổm em nói là một hàng tuần đó quý vị, thì em không có tiền cũng như là mua thuốc đó, mỗi lần thay ống á mà không có tiền mua thuốc uống là nó rất là nhức đó. Thì hôm nay cũng có cô chú anh chị Mạnh Thường Quân bên Phú Quốc thấy được cái nỗi đau của em Linh, thì cũng hùng với nhau để tiếp cho em để vượt qua những ngày khó khăn và những ngày đau nhất thôi vậy, không có thuốc uống nó thì hành đó. Thì em Linh ơi, thì anh sẽ gửi cho anh ha 7 triệu bên Đỗ Thị Nguyễn Phú Quốc, đây là 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu, 6 triệu, 7 triệu. Thì 7 triệu này với phần một phần nữa thì hôm nay em cũng đại diện bên đội thượng nguyện của đội thiện nguyện của mình là hôm nay là bao nhiêu cái công đức mình sẽ hồi hướng cho em Linh, để nhờ cái công đức đó mời phương chư Phật qua linh tổ thầy phù hộ cho em, là cái công đức mà bên anh em đội thượng nguyện đã làm để cho em mau bình phục và được trời Phật á cũng như là thương xót đó để kéo dài cái mạng sống cho em, để em lo để cho em hồi chăm sóc cho ba cháu trong khi đó còn rất là thơ dại. Thì em Linh ơi, thì trước khi em đừng đi dép á, em có đôi lời nào muốn với cô chú anh chị bên Phú Quốc với anh em ở nguyện và anh em anh Nhật và em Thịnh và anh Quy Thái cũng cho mình hùng với nhau cho mình một căn nhà. Dạ em cảm ơn anh Trần Phú Quốc với anh đội tình nguyện Phú Quốc đã trả cho mình một căn nhà, mình bây giờ mình chỉ có là cầu ơn trên phù hộ cho mình thôi, thương xót cho mình, để cho mình duy trì cuộc sống thôi ha, không ai cứu mình bằng trời Phật hết trơn á, mình gán niệm đi mình có khóc nữa, cái nỗi đau của mình ở đó giờ là đau rồi, bây giờ mình gán chú tâm vào niệm Phật đi ha, nhưng mà mình uống thuốc vô thì em gắn niệm Phật nha, thì mấy anh đi chi thì ví dụ như mấy anh cắt căn nhà này xong thì mấy anh về rồi nó không có còn ở đây nữa, thì bây giờ là em nếu mà em có nhớ ơn mấy anh là mấy anh không cần nhớ ơn, chỉ là cần em niệm Phật thôi, chỉ cần em niệm Phật thôi là cái đó là cũng là cái đời đáp đối với mấy anh em thực hiện của anh rồi. Dạ, em cảm ơn mấy anh nhiều lắm. Thì bây giờ thì hôm nay á mình cũng thay mặt em Linh và cô cũng cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở bên Phú Quốc đã tài trợ cho mình cái kinh phí để cắt cái căn nhà cho em Linh và tài trợ 7 triệu đồng để cho em Linh chữa bệnh, mỗi lần đi hàng tuần đó thì mua thuốc uống để cho đỡ đau nhất, và còn dư tiền thì cho em ví dụ như ăn uống này kia đó để cho em có cái sức khỏe lên.
Thì hôm nay mình cũng thay mặt bên đội thiện nguyện và em Linh cũng cảm ơn cô chú anh chị. Rồi vậy hôm nay mình cũng cho cái băng gô lên, là cái băng gô là cũng như là đại diện bên đội thiện nguyện Phú Quốc, nhóm thiện nguyện Phú Quốc cùng quý mạnh thường quân kết nối với đội từ thiện các nhà ở An Giang, chúng ta cùng gieo duyên các nhà cho bà con nghèo và kém may mắn những nơi đủ duyên. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay quý vị mình cũng thay mặt em Linh và tất cả các đội thiện nguyện, anh em đội thiện nguyện của mình cũng cảm ơn cô chú anh chị mạnh thường quân đã giúp đỡ một cái căn nhà và một cái số tiền cho em Linh để em có tiền để em chữa bệnh. Thì trước khi dừng video thì mình cũng xin chúc cho cô chú anh chị lúc nào cũng an tâm an lạc để mà có cái sức khỏe giúp đỡ những bà con khó khăn như là hoàn cảnh của em Linh đây. Thì hôm nay mình cũng xin dừng clip này ở đây, cũng chúc cho cô chú anh chị buổi chiều vui vẻ ha, tràn đầy hạnh phúc. Xin kính chào. Mình cũng xin chia sẻ lên cái số điện thoại của em Linh lên quý vị. Số điện thoại của em là 0377073791. 0377073791. Đó, thì có gì cô chú anh chị có bài thuốc nào hay hoặc là có cũng như là có muốn giúp em á thì cứ liên hệ cái số này là cái số chính chủ của em Linh nha quý vị.